Em chào anh em đam mê chim cảnh nha. Thì hôm nay là đầu tháng thứ 3 ngày 1 tháng 10. Thì hôm qua em mới bẫy được một ít hồng hạnh nha anh em. Chim bẫy đấu nha. Chim bẫy đấu rất là đẹp. Anh em đánh số từng con. Anh em thích con nào thì liên hệ Zalo cho em nha. Thì giá là 150 một con nha anh em. Chim này đang ăn sâu. Còn chim này chuẩn bẫy đấu, chim rất là đẹp nha anh em. Con nào con nấy bóng bộ to con dài đòn. Cái dòng này nó chơi rất là hay nha anh em. Giọng nó đảo liên tục. Nó cũng giọng nó cũng không thua kém gì chích chè lửa đâu nha anh em. Cũng 19 1 10. Dòng này nó nhỏ hơn, nó nhỏ như con than đất thôi. Chơi rất là hay. Màu sắc nó cũng đẹp nữa. Dòng này về anh em vào cám thì cứ sâu gạo mình cắt nhỏ cho nó trộn với bột cho nó dính, xong rồi tập cho nó ăn nhé. Rồi trong quá trình tập thì mình cứ để ý phân của nó, khi nào nó ỉa ra phân cám thì mình bớt dần bớt sâu đi, mình tăng dần lượng cám bột lên. Nhưng khi thấy nó ăn cám bột ok rồi thì anh em trộn cám bột vào cám hạt thì tập cho nó ăn sang cám hạt thôi nhé. Nó cũng dễ nuôi thôi anh em. Thì đặc biệt cái dòng này thì nuôi nó cũng không cần phải tắm nắng nhiều, thì treo trong mát là được. Dòng này nó ở rừng thì nó ở mát mẻ quen rồi. Chim này là chim ở gốc Gia Lai nha anh em. Em ở Gia Lai, anh em mua thì em có thể ship tận nơi nào có xe tới thì em ship được, nơi nào không có xe thì anh em cũng thông cảm. Mới về thì nó cũng chưa đứng lồng lắm anh em, cũng đang quay nó cũng sợ nó hơi trao ấy. Nhưng mà cái dòng này nuôi cũng nhanh thuần đấy. Nhanh thuần hơn các dòng chè nhiều nha anh em. Anh em quan tâm tới chim cảnh thì nhấn đăng ký follow kênh em, ủng hộ em với nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em nha. Con này cái đuôi nó bị ướt, nhảy vô cái máng nước chứ không phải là nó bị hư đuôi nha. Đuôi nó dính nước nó vậy.